Thì chúng ta đã học hết chương 1 các loại hợp chất vô cơ oxit, axit, bazơ và muối. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sang một chương 2, đó là kim loại. Bài thầy gộp lại là bài 15 và bài 16 là tính chất của kim loại. Nó gồm tính chất vật lý và tính chất hóa học. Thì ta đi phần thứ nhất, một lớn là về tính chất vật lý. Tính chất vật lý thứ nhất của kim loại đó là tính dẻo. Tính dẻo. Nhờ có tính dẻo mà kim loại có thể uốn được và không bị gãy. Đấy. Thì như vàng, bạc, đó là những kim loại rất dẻo, hoặc là nhôm rất dẻo, có thể ráp mỏng ra để thành giấy để gói bánh kẹo hoặc là thực phẩm. Thì đó là tính dẻo. Tính chất thứ hai của tính chất vật lý là tính dẫn điện. Cái nguyên nhân mà kim loại có tính dẫn điện đó là vì kim loại có các electron tự do. Cho nên là khi mà có một dòng điện trường, từ trường đấy cắm vào thì những dòng electron này chuyển động thành dòng, thì nó thành dòng điện. Thế thì tính dẫn điện của các kim loại cũng khác nhau. Tính dẫn điện của kim loại bạc là dẫn điện tốt nhất, rồi đến đồng, sau đồng là đến nhôm, rồi sau nhôm là đến sắt. Đấy thì cái mức độ dẫn điện của các kim loại thì thầy chỉ đưa 4 kim loại để làm ví dụ ở đây thôi. Tính chất thứ ba là dẫn điện được thì dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt cũng tốt, là tính dẫn nhiệt. Tính dẫn nhiệt. Đấy, thầy nhắc lại, dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt cũng tốt. Và tính thứ tư đó là ánh kim. Tất cả các kim loại đều có ánh kim khi ánh sáng chiếu vào. Đấy. Thì đây, trên đây thầy vừa trình bày cho các con về tính chất vật lý của kim loại. Có 4 tính chất: tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim. Ta sang phần thứ hai lớn là tính chất hóa học của kim loại. Tính chất hóa học của kim loại. Thế thì trước đây ta học các hợp chất vô cơ thì cũng có nói về kim loại. Thì hôm nay chúng ta sẽ thống kê lại xem kim loại có những tính chất nào. Thì tính chất thứ nhất là kim loại tác dụng với phi kim. Tác dụng với phi kim. Thì ở đây phi kim chia làm hai loại là với oxy. Thì sắt mà cộng với oxy thì tạo thành sắt từ oxit. Hoặc là nhôm tác dụng với oxy để thành nhôm oxit. Vậy là hợp chất tạo thành đó là oxit. Đó. Tương tự như thế, ta cũng có thể cho đồng tác dụng với oxy thành đồng hai oxit, hoặc là magie cộng với oxy để thành magie oxit. Đó. Như vậy là kim loại tác dụng với oxy thì tạo thành oxit bazơ. Cái thứ hai đó là với phi kim khác. Với các phi kim khác. Ở đây thầy muốn nói là đến clo này, đến lưu huỳnh, hai cái này thôi. Đấy, thì kim loại tác dụng với những phi kim khác này thì ra gì? Nếu mà cho sắt tác dụng với clo, phải đun nóng sắt lên thì phản ứng này xảy ra rất mạnh và tạo thành sắt 3 clorua. Tức là clo đưa sắt từ 0 và lên hóa trị 3. Đấy. Hoặc là sắt tác dụng với lưu huỳnh thì chỉ dừng ở sắt 2 sunfua. Đấy. Hoặc là nhôm tác dụng với clo tạo thành nhôm clorua. Nhôm tác dụng với lưu huỳnh tạo thành nhôm sunfua.
Thì những hợp chất tạo thành với những phi kim khác thuộc loại muối, như vậy cũng là phi kim, nhưng đối với oxy thì sắt kim loại tác dụng oxy tạo thành oxit. Còn đối với các phi kim khác thì sản phẩm tạo thành lại là muối. Thì đó là thầy vừa trình bày tính chất hóa học thứ nhất của kim loại. Tính chất hóa học thứ hai là kim loại tác dụng với axit. Đấy, thì những kim loại nào tác dụng với axit thì bài này thầy phải bổ sung vào là như này này. Đây ta có dãy hoạt động hóa học của kim loại, kali là mạnh nhất, rồi đến natri, đến bari, đến canxi, đến magie, đến nhôm, đến sắt, đến chì, đến hiro. Đấy, hiro là phi kim, nó nằm ở đây. Sau hiro là đồng. Đấy. Phí ngân. Bạc. Đó. Thì đây ta thấy này, các kim loại mà đứng trước hiro, trở về trước thì sẽ tác dụng được với những axit như axit clohydric hoặc axit sulfuric. Đấy. Thì đây. Cho nên là ta nhớ này là khi nào bạn cần may áo giáp ở đây. À. Ở đây thầy còn thiếu một kim loại là kẽm cũng được đưa vào đây. Vì kim loại kẽm cũng là kim loại hay dùng. May áo là AL này. Giáp là ZN. Đó, thì thiếu một kim loại. Thì trong trường hợp này thì cái thứ nhất với axit clohydric hoặc axit sulfuric loãng thì con lưu ý này, thì các kim loại đứng trước hiđro đấy, thì tác dụng được với axit clohydric, axit sulfuric loãng nha, để tạo thành muối. Và giải phóng hiđro. Đó. Thì đây ta ví dụ này. Như vậy là đồng sẽ không tác dụng HCl đâu, như vậy là Cu cộng HCl là sẽ không xảy ra phản ứng đâu, vì đồng đứng sau hiđro, đồng yếu hơn hiđro cho nên không thay thế được hiđro. Nhưng mà nếu mà trường hợp là bị chì, chì mà cộng với axit clohydric thì ta thành chì clorua cộng hiđro. Đó. Tức là lúc này đây là phản ứng thế mà, phản ứng giữa kim loại với axit là phản ứng thế. Hoặc là ta lấy ví dụ như sắt cộng với HCl để tạo thành sắt 2 clorua. Đấy, chú ý là sắt có hai hóa trị, khi tác dụng với axit thì chỉ dừng hóa trị 2 thôi. Hoặc là kẽm tác dụng với axit sulfuric loãng thì tạo thành kẽm sunfat cộng hiđro. Như vậy đây là những trường hợp đứng trước, cứ tất cả những cái loại đứng trước hiđro thì tác dụng được với axit như HCl, H24 loãng tạo thành muối và giải phóng hiđro. Đó, đấy là với axit sulfuric loãng nha. Với HCl, H24 loãng. Còn trường hợp tiếp theo với H2SO4 đặc nhiệt độ, đó là đặc nóng, thì hầu hết các kim loại kể cả đứng sau hiđro cũng đều tác dụng được. Thì lúc này kim loại thì viết tắt là M mà cộng với axit sulfuric đạt nhiệt độ thì tạo thành muối sunfat với hóa trị cao nhất cộng SO2 cộng H2O. Đấy, 2N. Đây là 2. Đây là 2N. Ở đây ta ví dụ như trường hợp là sắt cộng với axit sulfuric đặc nhiệt độ thì tạo thành sắt 3 sunfat cộng với SO2 cộng H2O.
Đấy, thì đây là 6, hóa trị đây là 3. 6 2. Hoặc là kim loại đồng không tác dụng với axit sulfuric loãng nhưng mà tác dụng axit đặc thành đồng sunfat cộng SO2 cộng H2O. Đó. Như vậy là với axit thì chia làm hai loại, đây là B. Đấy. Thì tạo thành muối cộng SO2 cộng nước. Như vậy thầy nhắc lại, với axit sulfuric đặc thì nó tác dụng được với hầu hết tất cả các kim loại, kể cả những kim loại đứng sau hiro. Bạc không tác dụng với axit sulfuric loãng nhưng bạc tác dụng được với axit sulfuric đặc. Tính chất thứ ba là kim loại tác dụng với dung dịch muối. Thì trong bài tính chất học của muối ta đã học rồi. Thế thì chỗ này từ magie trở về sau. Đây nhá. Từ magie trở về sau thì kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của nó. Ở đây thầy ví dụ như là đồng đứng trước bạc thì sẽ đẩy được bạc. Chì đứng trước đồng thì đẩy được đồng. Sắt đứng trước đồng cũng sẽ đẩy được đồng ra khỏi muối. Ở đây thầy mới viết cho con đây. Ví dụ đồng đứng trước bạc. Bây giờ thì đồng sẽ tác dụng với bạc nitrat. Đấy, thì lúc này đồng mạnh hơn cho nên thay thế bạc thành đồng nitrat. Phản ứng này cũng gọi là phản ứng thế. Đó. Sắt lại mạnh hơn đồng. Con thấy không? Sắt ở đây này. Đồng ở đây này. Thế thì sắt sẽ đẩy được đồng ra khỏi muối, dung dịch muối của nó là thành sắt 2 sunfat cộng với đồng. Kẽm cũng mạnh hơn đồng cho nên kẽm cũng phản ứng. Đó, nhôm cũng mạnh hơn, magie cũng mạnh hơn. Như vậy thì con biết cái quy luật đấy tương tự cho các kim loại như là magie, nhôm. Đó. Rồi chì đều mạnh hơn đồng. Phải bạc thì phản ứng sẽ được thực hiện. Và đây là phản ứng thế. Như vậy thầy đã trình bày xong tính chất của kim loại gồm hai tính chất: tính chất vật lý và tính chất hóa học. Đấy. Thế thì tính chất hóa học có 3 tính chất là tác dụng với phi kim, tác dụng với axit và tác dụng với dung dịch muối. Và ở đây thầy nhấn mạnh các con phải nhớ được cái dãy hoạt động hóa học này. Đấy. Sau đây thầy sẽ trình bày cho các con 4 bài tập về kim loại. Ta bắt đầu bài thứ nhất nhé. Bài này là có trong sách giáo khoa. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây. Cái gì cộng với axit cloric để tạo thành magie clorua cộng hiđro? Như vậy hiđro ở đây đã sang đây rồi, clo ở đây rồi, như vậy còn xuất hiện mỗi magie, như vậy đây phải là magie. Đấy, và cộng 2 vào. Thế là ta được một phương trình. Ở đây ta cũng lập luận bạc ở đây thì sang đây rồi. NO3 ở đây thì sẽ đây có rồi, như vậy xuất hiện đồng, như vậy đây sẽ là cộng với Cu. Và ta sẽ cân bằng 2 NO3 thì là 2 bạc. 2. Ở đây ta có cái gì cộng với cái gì để tạo thành ZNO, như vậy đây chính là ZN cộng với oxy thành ZNO. Đó. Ta hoàn thành phương trình là như thế, kể cả cái nhiệt độ này như thế. Ở đây ta có cái gì cộng với clo để tạo thành CuCl2. Đây. Đây chính là Cu, kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. Tương tự câu E. Ở đây cái gì cộng với lưu huỳnh để tạo thành K2S? À, như vậy chỗ này sẽ là kali. Như vậy ta kết thúc bài số 1 cách nhẹ nhàng. Giờ sang đến bài số 2. Viết phương trình phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau. Kẽm tác dụng với axit sulfuric loãng. À, thì kẽm là ZN cộng với axit sulfuric loãng. Đấy, tạo thành muối là kẽm sunfat cộng hiđro. Ta đã hoàn thành câu A.
Câu B, kẽm tác dụng với dung dịch bạc nitrat, như vậy lại là Zn cộng với bạc nitrat. Thì đây kẽm đứng trước bạc thì là thành kẽm nitrat cộng với bạc. Đó. Câu C, natri tác dụng với lưu huỳnh. Natri là Na này, lưu huỳnh là S này. Hai chất này là chất rắn, đun nóng lên thì được tạo thành natri sunfua. Natri hóa trị 1, lưu huỳnh hóa trị 2 mà. Canxi tác dụng với clo, canxi hóa trị 2, clo hóa trị 1, thì lúc này phương trình là canxi cộng với clo để tạo thành canxi clorua. Đó. Ta đã xong bài số 2. Bây giờ sang bài số 3. Bài số 3 ở đây ta có 5 phương trình: từ magie thành magie clorua, magie thành magie oxit, magie thành magie sulfat, từ magie thành magie nitrat, magie thành magie sunfua. Đấy, thế bây giờ ta viết như sau. Thứ nhất, từ magie thành magie clorua, ta có hai cách. Ta có thể tác dụng với acid chlorhydric hoặc có thể tác dụng với clo. Thế thì trong hai cái đấy thì ta viết tác dụng với clo sẽ nhanh hơn, khỏi phải viết nhiều ký tự. Đó, phản ứng số 1. Phản ứng số 2. Từ magie mà ra magie oxit thì cũng ta biết rồi, có thêm oxy thì phải tác dụng với oxy thôi. Magie tác dụng với oxy thành magie oxit. Đó. Phản ứng số 3, từ magie mà ra magie sunfat là có thêm cái gốc này. Cái gốc này là một nhóm nguyên tử, như vậy thì magie lúc này phương trình sẽ là gì nhỉ? Magie sẽ tác dụng với axit sulfuric là cái chất mà có cái nhóm SO4 này, thì nó tạo thành magie sunfat cộng hydro. Phản ứng số 4, từ magie mà ra magie nitrat, chỗ này là các con dễ nhầm. Dễ nhầm là các con cho tác dụng với cái axit HNO3, axit nitric. Nhưng khi mà kim loại tác dụng axit nitric thì các con chưa được học ở cấp 2. Đây là một phản ứng phức tạp, nó không giải phóng hydro, cho nên đa phần học sinh là bị nhầm chỗ này. Thế thì ta không chọn axit nitric mà ta chọn một muối đi. Magie tác dụng với đồng nitrat cũng được, hoặc là bạc nitrat cũng được, để tạo thành magie nitrat cộng với đồng. Phản ứng số 5, từ magie mà ra magie sunfua, chỗ này con có hai lựa chọn. Một là con cho magie phản ứng trực tiếp với lưu huỳnh, hai là con cho magie tác dụng với axit sulfuhydric H2S. Thì đây ta chỉ biết một cái thôi, magie tác dụng với lưu huỳnh thành magie sunfua. Đó, thì thầy vừa mới hoàn thành xong bài tập số 3. Đấy, dựa trên tính chất hóa học của kim loại. Bây giờ ta sang một bài số 4, tính toán một tí. Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch đồng sunfat 10%. Như vậy chỗ này là ta tìm được số mol của đồng sunfat. Đây, ta có số mol của đồng sunfat sẽ bằng 20 nhân với 10 trên 100 là số gam, tiếp chia cho 160 là ra được số mol 0,0125 mol. Đó. Cái việc đầu tiên là ta nhìn như thế đã. Đến khi kẽm không tan được nữa, như vậy là phản ứng đây là kẽm với đồng sunfat mà kẽm không tan được nữa, tức là đồng sunfat hết. Thì phương trình hóa học ở đây là gì? Là kẽm tác dụng với đồng sunfat, đây là phản ứng thế, để thành kẽm sunfat cộng với đồng. Thì số mol của đồng sunfat ở đây biết rồi là 0,0125. Thì con suy ra đây sẽ là 0,0125. Suy ra đây là 0,0125. Đó, và khối lượng của đồng ở đây là 0,0125. Đồng sunfat hết. Như vậy dung dịch sau phản ứng chính là kẽm sunfat. Nó là kẽm sunfat. Vậy thì đầu tiên ta có thể yêu cầu là gì? Tính khối lượng của kẽm đã phản ứng. Rồi, như vậy là khối lượng của kẽm phản ứng sẽ bằng 0,0125 nhân với 65, 0,8125 gam. Bây giờ ta mới kết luận là dung dịch sau phản ứng
Đấy, là dung dịch. Con nhớ là đồng sunfat hết rồi nhá. Là dung dịch của kẽm sunfat. Đấy. Vậy thì tính khối lượng dung dịch sau phản ứng như thế nào? Cái này mới là khó này. Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng khối lượng của kẽm phản ứng cộng với khối lượng của dung dịch đồng sunfat. Kẽm phản ứng thì nó tan vào thì cộng vào, nhưng mà là đồng lại đi ra trừ đi khối lượng đồng. Đó. Khối lượng kẽm phản ứng ở đây là gì? 0,8125 cộng với 20 trừ đi khối lượng đồng là 0,0125 nhân với 64 thì ta sẽ tìm được khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng 20,0125 gam. Chất tan lúc này là kẽm sunfat có số mol là 0,0125 mol. Thì lúc này ta có nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng chính là nồng độ của kẽm sunfat và bằng khối lượng của kẽm sunfat chia cho khối lượng của dung dịch sau phản ứng nhân với 100%. Thay số vào, ở đây sẽ là bằng 161 nhân 0,0125 chia cho 20,0125 nhân với 100%. Đó. Bằng 10,06%. Trên đây thầy vừa mới trình bày một cái bài toán có tính toán và liên quan đến tính chất hóa học của kim loại, là kim loại tác dụng với dung dịch muối. Thì thầy vừa mới trình bày cho các con xong bài tính chất của kim loại.